Một xuân đây em ơi. Một xuân nữa. Vâng, trận chung kết dành cho các game thủ bên phía MML Club. Tỷ số đang là 2-0 cho game TV. Và trận thi đấu này Marseille là của núi, còn nông một là người cầm Percy. Vâng, hai dân tộc không có bánh xe. Vâng, nói chung thì phải cố gắng dứt điểm trận đấu trong vòng khoảng 20 phút trong game thôi, chứ càng kéo dài thì càng bất lợi. Rồi chúng ta đến với Percy, khi mà Persian của nông một đã nhìn thấy một bầy hươu đầu, thì như có đến 6 con, 7 con, vâng, một bầy hươu to. Và gỗ đầu cũng là đẹp, có thể coi là đẹp. Vâng, không rõ bên phía Mèo Mèo cái lóc các anh cầm cái gì. Đấy, nhưng mà Per và Mark mà bài đẹp như này là tôi có thể tin tưởng vào chiến thắng này được anh. Dẫu sao thì Game TV cũng đang có vốn 2 trận trong series đấu thứ 3 này. Vâng, sắp tới thì cũng vâng, trong thời gian các anh ép đời cũng không có cái gì nó biến đổi nhiều. Thì tôi xin trò chuyện với các bạn về những dự định của Game TV. Vâng, cũng như những gì đã phỏng vấn ông bầu Nguyễn Tấn Hưng, thì Game TV trong năm nay có những rất nhiều cái dự định, phải nói là những bước nhảy phi mã luôn. Vâng, quay lại một chút, nông một đã nhìn thấy thêm một con voi và một bãi quả phụ nữa. Như vậy là sẽ một bài khỏe lên cho nông một cho trận thi đấu này. Anh còn nếu vấn đề quyết định là phải đưa con voi kia về. Vâng, quay trở lại với những dự định dành cho ở Game TV thì vâng, giải đấu hệ thống, giải đấu học sinh sinh viên đã được chốt và sẽ được thông báo chính thức trong vài ngày tới. Vâng, sẽ được thông báo chính thức trong một vài ngày tới. Còn ngoài ra thì năm nay Game TV sẽ làm tái hiện giải Lenovo cũng như làm một giải bé yêu lớn nhất từ trước đến nay. Vâng, rất nhiều những dự định lớn ở Game TV trong năm 2014 này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Và hãy cùng chờ đợi sự chuyển mình không chỉ của công ty Game TV mà còn là sự chuyển mình của cả team Area Game TV. Khi mà ông bầu Nguyễn Tấn Hưng đã đưa được về team mình những nhân tố mới như No 1 cũng như là Hồng Anh. Vâng, một tay chém cực chất và một tay cung cũng cực tuyển. Hy vọng rằng nó sẽ là những cái sức mạnh để cho Game TV vươn xa. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu thì No 1 đã có một cái ad đẹp cho cả ăn gỗ cũng như ăn vàng. Và một bầy hươu đầu như thế này thì anh sẽ đánh 22 hay là bao nhiêu dân đây. Vâng, chỉ cần thêm một cái nhà đồ để ăn nữa là một bãi quả. Vâng, lên đời vẫn sẽ là sớm nhưng lực sẽ là không thực sự khỏe. Vâng, theo thông báo của núi báo về thì dường như AC vẫn chỉ là 19 dân. Một trận thi đấu kích sớm, kích 2 ở đầu 6 của núi, nhưng kích 3 thì có lẽ là cũng không thể thực sự sớm. Các bạn có thể thấy bãi quả phụ là dường như không tìm ra được một vị trí đặt gờ tối ưu. Thôi thì quay sang hỏi thăm núi rồi. Núi đâu rồi? Núi đây. Núi cầm Max C. Núi cầm Max C và đã có bãi quả phụ. Vâng, vẫn chưa kích đời 2. Vâng, bây giờ mới chỉ là 8 phút thôi. Một trận kích 809 của núi. Vâng, núi một trận bài không bài là đồ ăn là nhiều đấy, nhưng mà toàn đồ ăn xa mà đồ lùa về là dường như là không có. À, có một bầy hươu thôi. Ờ, thế này cũng là lực khỏe. Vâng, thôi thì chúng ta sẽ đến với Persian của No 1. Hy vọng rằng tay chém No 1 sẽ thể hiện được mình trong trận thi đấu này. Một trận mà anh sẽ kích đời ở khoảng 94x. Vâng, bãi quả phụ là quá xấu để có thể ép đời. Nếu giá như có thêm một con voi nữa thì có lẽ mọi chuyện nó là khác biệt. Vâng, cái lò thứ hai đang khung cái nhà của mình và tiếp tục gọi là tần tiện từng chút gỗ một.
biến ra luôn đi vào đầu ngày cái lộn mà con này anh em nó sốc tan thì ai chống rồi anh sốc biến ra luôn đi vào đây chuyển nào. Vâng, các clip đã được upload khá đầy đủ trên trang clip.gametv.vn. Vâng, toàn bộ C2 và C1 và C2 đều đã có đủ. Vâng, C3 thì đây mới là trận thi đấu thứ 3. Nhưng mà vẫn nhưng mà đường mạng bây giờ cũng đang yếu đi khá nhiều rồi. No 1 là đối đầu với No 1 là AC. Dường như đây là AC, vấn đề là Maxi phải đóng được Y. Không, chấm trước đi. Một kiến bước bảy chín rồi. Không, chấm với nó mà. Vâng. Vậy thì hãy không, chấm biết luôn hãy cho sát nhân, hãy xử lý sát nhân trước. Sau đó sẽ dùng những con Y Maxi để chơi vào nhà mèo mèo. Đâu rồi? Maxi. Đây rồi. Chọc hai giò chọc, vâng, như vậy là chọc chết sát nhân trước. Hay anh quyết định chơi chết Maxi trước. À không, đây là mèo mèo. Mèo mèo cầm Maxi. Mèo mèo cầm AC. Vâng, đi tìm vị trí đóng cái gì? Một nhà Y. Tính mấy? Ừ thì em làm đi. Vâng, có lẽ là cái trận thi đấu này do chất lượng mạng của quán em bé sau những tên đầu nồn nà, dường như anh đang có muốn có hai đường truyền, nhưng anh phải xử lý bớt một cái đường truyền để làm một cái việc gì đó. Cho nên là bây giờ chỉ có một đường truyền mạng và chất lượng mạng hơi yếu. Vì vậy là việc upload nó trở nên hơi giật lát. Các bạn do giật lag cho nên là có lẽ chúng tôi sẽ phải đổi phương thức tôi sẽ phải đổi phương thức quay phát. Vâng, có lẽ là sẽ phải đổi sang phát talk. Các bạn sẽ chờ đợi ít phút. Vâng, vậy khá tốt. Vào rồi. Như vậy sát nhân sẽ phế trong trận trong tôi này. Vâng, không hề thấy quân của 1-1 đâu cả. Ui ôi. Vâng, rất nhiều nông dân. Vâng, đây là thịt luộc. Đây là bãi thịt luộc. Thôi. Vâng, có lẽ tỷ số sẽ là 3-0 trong thi đấu thứ 3 chăng. Vâng, đầu tiên là 3-1, 3-2 và bây giờ là 3-0. Thế là đủ bộ. Thôi xong rồi. Thằng núi đó có dân thịt rồi. Không được. Không kịp. Như vậy là sát nhân không kịp trốn đúng dân đó. Thôi xong. Ém nhau. Vâng. Bây giờ thì việc của nông 1 chỉ cần đánh toàn lạc đà thôi. Đánh toàn lạc đà thôi, khi mà AC coi như đã phế, đánh lạc đà để có được thủ nhà tốt hơn. Vâng, không cần phải lên 4 lên 5 gì hết. Nó một cái châu chém thôi. Vâng, 3 cái ruộng được vẽ. Tiếp tục đưa Y vào, chơi vào nhà của Mèo Mèo. Mèo Mèo đang nhông hết cả kèn lên rồi. Vâng, đầu 1 có thửa gỗ. Có thể cho Mèo Mèo xin chữa, cho núi chữa một chút. Thôi xong rồi, núi đang phế dần theo thời gian. Vâng. Nhưng tham lai đang đè rất mạnh rồi khi mà 1-1 đã phế. 1-1 không còn tính thi đấu rồi. Thôi chúng ta chuyển qua màn hình của No 1 xem thế nào. Vâng, No 1 đang hổ báo. Thôi xong rồi, 1 ơi, No 1 No 1 thế, no hành rồi.
nó một trở thành nó hành rồi, thôi xong rồi, timeline bị điểm ngược trở lại. Vâng, đầu một đánh như này kín nhà lại thôi. Vâng, quá trình Assyrian hồi nhưng không sợ lắm khi mà núi đã đóng được hai cái y và có thể bơm đồ. Vâng, có thể tích đồ. Núi đang hô lên đích nhòi để nhờ đồng đội cứu. Vâng, nó một cần phải để lạc đà đó để bảo kê. Vâng, đang lùa theo. Thôi xong rồi. Nâu một. Vâng, quay sang núi xem sao. Núi tham 14 vẫn đang chảy y sang, dường như tìm cách phá những cái nhà của mèo mèo. Vâng, timeline vẫn là đang đè, nhưng đây là cái tham ảo khi có toàn Max C với Posi rồi. Những con y giáp đồng ba số lượng là quá ít và mèo mèo đã đi sai. Tỷ số là 3-0 trong trận đấu thứ ba. Quá hay trong một trận thi đấu mà Game TV gặp may. Còn chờ đợi ít phút để chúng tôi có thể chờ đội nghị kỹ thuật làm việc và bắt đầu chuyển sang thi đấu thứ 4.